Vâng, xin chào tất cả quý anh chị, cô chú, những nhà đầu tư và các anh chị đồng nghiệp đang xem video. Hôm nay em lại có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để quay và gửi đến cho tất cả quý anh chị một lô đất có tổng diện tích là 3.600 m², 366 cho quý anh chị. Và lô đất của mình thì có điều đặc biệt là nằm sát với cái đường liên xã liên huyện Bầu Chinh Năng Lớn. Thì lô đất của mình là phía trước á, là được 20 mét mặt tiền, là tính từ cái cây này nè mà đi qua này 20 mét, và phía sau nở hầu là gần 43 mét. Thì cái hầu của mình rơi tầm 150 mấy mét ấy. Đất thì hiện tại cao hơn đường, và em cũng nói luôn cái giá để cho quý anh chị được nắm là chủ gửi với giá là 1.3 tỷ trên một sào. Nên giới tới đây nha quý anh chị. Đường thì đường nhựa thông thoáng, khu dân cư. Hiện tại thì đất không có trồng gì hết, chỉ xuống vài cây điều. Đất của mình là rất cao, cao hơn đường luôn. Và giấy tờ của lô đất này pháp lý á, thì sổ đã làm khu đo, sổ mới. Quý anh chị mua muốn công chứng trong ngày thì công chứng trong ngày, còn không thì mình một tháng công chứng. Về quy hoạch của lô đất thì hiện tại lô đất của mình là chưa có thổ cư, mà quy hoạch cây lâu năm. Sát bên lô đất của mình thì cũng có một cái nhà vườn. Đất ở đây trồng sầu riêng và bưởi và mít thì rất là tốt luôn. Cái hướng bên này là quý anh chị đi ra lại đường Bầu Chinh Lắng Lớn. Từ vị trí lô đất là quý anh chị đứng thấy cái đường đó luôn. Đó. Ở tuyến đường này mà 1.3 tỷ một sào là còn rất là rẻ, còn đầu tư được nha quý anh chị. Ở giá khu vực ở đây là chờ 1.5 tỷ đến 1.6 tỷ một sào. Đó. Bưởi đồ rất là tốt luôn. Thì do thời tiết mưa quá nên em không có đi vô trong để quay kỹ cái trong cho quý anh chị xem được, nên cũng mong quý anh chị bỏ qua cho em ha. Thì đất thì rất là vuông vức và bằng phẳng, cao hơn đường, cao hơn đường tầm 50 phân đó quý anh chị. Đó, lô đất của mình nè, cao hơn đường, rất là đẹp. Thì từ lô đất mà đi ra lại trung tâm ngay chỗ ủy ban xã Bầu Chinh đó, thì bán kính chỉ có 2 km thôi. Còn đi ra, đi qua Lắng Lớn thì tầm 3 km. Khu dân cư, đường nhựa thông thoáng. Đó. Thì điện nước nè, đã có dây điện, dây wifi. Còn mình mua về mình muốn sở hữu để mình làm nhà vườn thì mình khoan thêm một cái giếng khoan nữa thôi quý anh chị. Từ vị trí lô đất mà đi lên tại thành phố Hồ Chí Minh thì rơi khoảng vào 60 đến 65 cây. Sau đây em xin phép gửi sổ và cũng như một số hình ảnh mà ở ngoài tuyến đường Bầu Chinh Lăng Lớn cho quý anh chị được nắm ha. Giờ em đang chạy ra nè, đất của mình cao hơn bên kia luôn. Có những căn nhà vườn rất là đẹp.
thì từ lô đất mà ra lại cái đường này thì rơi tầm 20 mét thôi quý anh chị. Hướng này thì quý anh chị đi đi vào Lăng Lớn này, đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng bên này thì quý anh chị đi ra lại trung tâm của xã Bầu Chinh, đi ra lại trung tâm thương mại của Ngãi Giao. Từ đây ra ngoài Ngãi Giao thì tầm 4 cây đó. Quý anh chị có chú nào thấy lô đất này đúng ý của mình đang tìm để làm một nhà vườn hoặc là một view nghỉ dưỡng thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại Tài để trên màn hình. Em cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu ngày hôm nay. Hẹn gặp tất cả quý anh chị ở những video tiếp theo. Quý anh chị thấy video hay bổ ích thì bấm nút like, đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất đến từ kênh của Tài. Chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.